Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trang trại chăn nuôi gà của ông Phiệm ở xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho hiệu quả kinh tế khá. Hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với phát triển kinh tế hộ gia đình ở Bắc Ninh. Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương thu hút 164 triệu đô la Mỹ. Sáp nhập các trường học ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên được hỗ trợ 7 tỷ đồng xây dựng trường học. Thưa quý vị và các bạn, với tổng diện tích 644 ha, đến nay khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương đã thu hút được 95 dự án đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đăng ký 1,4 tỷ đô la Mỹ và 4.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 38.000 lao động. Từ đầu năm đến nay, trong khu công nghiệp này đã có 9 doanh nghiệp đầu tư mới và tăng vốn đầu tư với tổng vốn hơn 164 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn đầu tư mới của hai doanh nghiệp là công ty cổ phần Buwis Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn dây cáp điện Sumidenso Việt Nam là 32,7 triệu đô la Mỹ. Còn lại là 131,3 triệu đô la Mỹ tăng vốn đầu tư của các doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn dây và cáp điện Wonderful Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Kefico, công ty trách nhiệm hữu hạn Sangshin Electronics Việt Nam. Ngoài ra, khu công nghiệp Đại An cũng đã ký 5 biên bản thỏa thuận, hợp đồng thuê lại đất, thuê lại nhà xưởng. Để từng bước hoàn thiện việc chỉnh trang đô thị, sớm hoàn thành đô thị loại 2, từ năm 2016 đến nay, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã thực hiện nâng cấp, cải tạo mặt đường, hè đường và công trình hạ tầng kỹ thuật trên nhiều tuyến phố, khu dân cư, đảm bảo kết nối đồng bộ, cơ sở hạ tầng, nâng cao mỹ quan đô thị. Đã có 36 dự án được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 122,88 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 23 công trình đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng. Phải kể đến như phố Lê Duẩn, Nguyễn Phúc Lai, Trần Quang Khải, các khu dân cư trên trục đường Lê Công Thanh. Cùng với đó, thành phố cũng tiến hành nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên xã, đường trục xã, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. Thời gian tới, thành phố Phủ Lý sẽ tiếp tục huy động ưu tiên các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, sửa chữa hạ tầng cơ sở, nâng cao mỹ quan đô thị, phấn đấu xây dựng thành phố theo hướng văn minh hiện đại, sớm trở thành đô thị loại 2. Trên địa bàn tỉnh Nam Định có nhiều mô hình kinh tế trang trại gia trại được hình thành và phát triển. Tại huyện Nghĩa Hưng, mô hình chăn nuôi gà công nghiệp quy mô lớn của ông Đỗ Đức Việm ở xã Hoàng Nam là trang trại nổi bật về giá trị kinh tế trên địa bàn. Với thâm niên hơn chục năm nuôi gà, trải qua nhiều đợt dịch cúm gia cầm, trang trại nuôi gà thịt của gia đình ông Đỗ Đức Việm ở xã Hoàng Nam vẫn vững vàng. Trang trại gồm 6 chuồng nuôi gà khép kín với quy mô mỗi lứa 20.000 con gà công nghiệp được thiết kế hiện đại. Đồng bộ từ hệ thống thông gió, hệ thống tạo ẩm, làm ấm đến hệ thống cho ăn uống hoàn chỉnh, phù hợp với từng thời kỳ phát triển của vật nuôi và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Bởi vì là con gà công nghiệp là nó rất là nhanh, có 50.000 ngày là một lứa. Ngày một lứa là sau đấy là mình, nếu như mà nuôi con gà này mà kỹ thuật tốt ý, thì là nó cũng lãi suất thì sẽ nó nhanh hơn những cái giống loại gà khác. Nhưng mà nó yêu cầu phải quản lý chăm sóc phải thật là tốt. Từ hiệu quả của trang trại nuôi gà công nghiệp tại gia đình ông Việm và một số trang trại trên địa bàn, huyện Nghĩa Hưng xác định tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô trang trại áp dụng quy trình an toàn sinh học để đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, tập trung vào con nuôi có thế mạnh là lợn, gà, vịt, quy hoạch và xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, có hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh và độc lập, đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm để đảm bảo chăn nuôi phát triển ổn định. Phát huy lợi thế sông gần bờ, những năm gần đây, nhiều hộ dân tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tận dụng mạch nước trên sông để phát triển kinh tế với nghề nuôi cá lồng, giúp tăng thu nhập và góp phần làm giàu cho gia đình. Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu hiện có hơn 15 hộ tham gia nuôi cá lồng để phát triển kinh tế, tập trung nhiều tại xóm 7, chủ yếu nuôi các loại cá như chấm, chép và nhau. Theo các hộ nuôi cá cho biết, mỗi lồng cá có thể chứa được từ 500 đến 700 con, trung bình mỗi con cá đến kỳ xuất bán thương phẩm, có trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg một con, với giá bán trên thị trường hiện nay dao động từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Điển hình như gia đình hộ anh Phạm Văn Tuyên, anh Đỗ Quốc Đoàn, Phạm Văn Thắng, thôn Đa Hòa,
mỗi năm cho thu nhập trên 150 đến 200 triệu đồng từ mô hình này. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội so với mô hình nuôi tôm truyền thống, thì mô hình nuôi tôm công nghệ cao cũng cần nhiều chính sách hỗ trợ để có thể nhân rộng và phát triển bền vững, ghi nhận tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đây là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ New Đồng Châu. Để có thể nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình này, doanh nghiệp phải đầu tư gần 20 tỷ đồng bê tông hóa ao đầm, lót bạt toàn bộ nền đáy và bờ ao, hệ thống đường điện và quạt nước công suất lớn. Ngoài 20 nhân công lao động thường xuyên, thì doanh nghiệp phải thuê một kỹ sư thủy sản để phụ trách về kỹ thuật. Hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao, khả năng kiểm soát môi trường và mầm bệnh tốt hơn, cho phép nuôi mật độ cao, mỗi năm có thể nuôi thả ít nhất là 3 vụ. Với gần 2 hecta nuôi thả tôm thẻ chân trắng của doanh nghiệp này, trong hơn 1 năm qua đã cho sản lượng thu hoạch hơn 100 tấn tôm, năng suất tăng trên gấp 10 lần so với nuôi thả theo phương pháp truyền thống, doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc phát triển và nhân rộng mô hình này còn gặp nhiều khó khăn, nhất là với các hộ nuôi trồng nhỏ lẻ. Cái khó khăn thứ nhất là đầu vốn, sau đó là cái đầu ra, thì mong chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi cái đầu ra và nguồn vốn để chúng tôi coi xây dựng để nuôi cái mô hình coi phát triển kinh tế biển. Hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao thì đã rõ, nhưng để mở rộng và ứng dụng mô hình này rộng rãi với các hộ nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ vẫn là bài toán khó, cần được các cấp các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện để người dân có thể tránh được những rủi ro, thích ứng việc nuôi trồng thủy sản trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Những năm qua, với sự giúp đỡ của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đem lại giá trị kinh tế cho các hộ nông dân. Qua đó hình thành các vùng sản xuất chuyên canh hướng tới xây dựng mô hình mỗi thôn làng một sản phẩm, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Hội nông dân huyện rà soát nhu cầu vay vốn của hội viên, ưu tiên các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao vay vốn để phát triển sản xuất. Bên cạnh việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp hội đã triển khai cho nông dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến nay, tổng số tiền dư nợ tại các ngân hàng do Hội nông dân các cấp quản lý là 588 tỷ đồng cho 24.594 hộ vay. Với sự quan tâm giúp đỡ của Hội nông dân các cấp đối với hội viên, đây sẽ là tín hiệu vui để bà con nông dân trong tỉnh Bắc Ninh có điều kiện để mạnh phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ban hành đề án sát nhập xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng và điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định. Mục tiêu của đề án là phấn đấu trước năm 2020 hoàn thành việc sát nhập toàn bộ xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, hiện có 2.349 nhân khẩu, 310 ha bằng 31 km2 và đơn vị hành chính cấp xã liền kề. Phấn đấu trước năm 2025 điều chỉnh địa giới thành phố Nam Định theo quyết định 2084 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025 và các văn bản của tỉnh, bao gồm sát nhập toàn bộ huyện Mỹ Lộc hiện có 11 đơn vị hành chính cấp xã và 80.358 nhân khẩu, 7.449 hectare đất bằng 74,49 km2, cùng 3 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vụ Bản và 5 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nam Trực về thành phố Nam Định. Việc sát nhập nhằm giảm đầu mối, tăng quy mô về diện tích và dân số, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí từ ngân sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Sát nhập để tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đó là tinh thần chung của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Khởi đầu thực hiện nghị quyết này ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đó là ngành giáo dục và đào tạo. Thông qua sát nhập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng ngân sách cho nhà nước. Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu ở huyện Hưng Hà. Nhận quyết định sáp nhập từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, các cô giáo của trường mầm non Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà
đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cho sự kiện này. Từ hai trường gộp thành một trường, các cô sẽ phải làm quen với những thay đổi. Đầu tiên là đón nhận những giáo viên và học sinh mới. Cũng như cán bộ giáo viên của trường mầm non Lê Danh Phương, ông Nguyễn Văn Bàng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Lĩnh, xã Hồng Lĩnh cho biết, nhà trường cũng đã bắt đầu tiến hành kiểm kê, quy hoạch lại cơ sở vật chất phục vụ cho việc sáp nhập. Tinh thần của việc sáp nhập này là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động nền nếp ngay từ đầu năm học 2018-2019. Tinh giản bộ máy, biên chế sao cho gọn nhẹ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhưng không tạo tâm lý và áp lực lên cán bộ, giáo viên. Huyện Hưng Hà xác định yếu tố quan trọng nhất vẫn là tư tưởng. Vì thế, huyện đã quán triệt nghị quyết một cách cặn kẽ, kỹ càng, qua đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức và viên chức, người lao động trong ngành giáo dục. Lộ trình và bước đi của đề án được huyện Hưng Hà xây dựng rõ nét và thực hiện bài bản. Có lẽ vì vậy mà cái khó về việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là cấp phó dôi dư, này đã được xử lý khá hiệu quả. Về phía ngành, thì chúng tôi đã tổ chức các cái hội nghị quán triệt về cái tinh thần chung để thực hiện cái nghị quyết 19 của Trung ương và các cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy để nêu cao nhận thức, đặc biệt là nhận thức của những đồng chí đang là hiệu trưởng, là phó hiệu trưởng. Thế là khi sắp xếp lại thì sẽ ảnh hưởng đến các đồng chí. Thế hầu hết tất cả các cán bộ quản lý thì là nhận thức được cái việc đây là cái chủ trương của Trung ương nên ta chấp hành. Đấy. Thì trong quá trình sắp xếp thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những đồng chí hiệu trưởng đang là hiệu trưởng mà phải xuống phó hiệu trưởng. Đấy, rồi những đồng chí mà được điều động. Như vậy, trên tinh thần đề án sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã, thị trấn có 2 trường cùng cấp học và các xã thị trấn có cả trường tiểu học và trung học cơ sở đều dưới 18 lớp. Năm 2018 này, ngành giáo dục huyện Hưng Hà đã sắp xếp lại và sáp nhập 29 đơn vị trường học từ mầm non đến trung học cơ sở thành 15 trường. Rõ ràng từ 108 đầu mối giảm xuống còn 94, giảm được 14 đầu mối. Bắt đầu từ năm học này và đảm bảo đến năm học 2020-2021 sẽ hoàn thành sắp xếp bộ máy quản lý ở các trường. Nhằm khắc phục tình trạng trường học xuống cấp, thiếu phòng học cho thầy và trò, trường tiểu học và trường mầm non của xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Năm 2017, bằng nguồn vốn xã hội hóa của xã và của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ, xã đã xây thêm mới phòng học và trường mầm non, tạo điều kiện dạy và học tốt nhất trong năm học mới. Trước đây, trường tiểu học xã Trung Dũng chỉ có một dãy nhà bao gồm 10 phòng học. Các thầy cô giáo không có nhà hiệu bộ, học sinh phải chia thành 2 ca học, cơ sở vật chất thiếu thốn. Đầu năm 2017, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ nhà trường số tiền gần 4 tỷ đồng để xây mới thêm 8 phòng học. Còn lại 1,5 tỷ đồng là nguồn vốn xã hội hóa của xã. Hệ thống cơ sở vật chất như thư viện, bàn ghế, quạt mát đều được sửa sang thay mới đáp ứng nhu cầu học tập của các em. Ngoài ra, trường mầm non của xã cũng được xây mới về khu tập trung với tổng nguồn vốn gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Từ đó, cơ sở vật chất trường học của xã Trung Dũng đã hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Thời điểm này, công tác tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi chung kết sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương APU Robocon 2018 đang được tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh, qua đó giúp cho người dân nắm rõ hơn đến xem và cổ vũ cho cuộc thi. Trên các trục đường chính của thành phố Ninh Bình những ngày này, người dân dễ dàng nhìn thấy những tấm banner, băng rôn in hình ảnh tuyên truyền về cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương APU Robocon 2018. Khu vực nhà thi đấu, địa điểm diễn ra cuộc thi và tại các địa điểm nơi các đội tuyển ăn nghỉ cũng được tập trung tuyên truyền trực quan nhằm tạo không khí vui tươi và ấn tượng tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc thi và quảng bá cho hình ảnh Ninh Bình, địa phương đăng cai tổ chức vòng chung kết cuộc thi. Ban tổ chức địa phương thường xuyên cập nhật thông tin trên sóng phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu của cuộc thi, đảm bảo sự thành công cho cuộc thi, qua đó tạo nhiều dấu ấn trong mắt khán giả và bạn bè quốc tế. Lễ khai mạc và thi đấu chính thức diễn ra vào ngày 26 tháng 8. Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã cấp khoảng 28.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Trung tâm Y tế huyện Ân Thi hiện đang quản lý trên 74.000 thẻ bảo hiểm y tế, trong đó bảo hiểm y tế cho người có công chiếm 37%, với tỷ lệ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đạt khoảng 90%. Trung bình một ngày, trung tâm đón tiếp lượng bệnh nhân đến khám chữa khoảng 300 lượt, tỷ lệ bệnh nhân vượt tuyến cũng giảm xuống dưới 10%. Do có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, nên việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng thời gian. Qua đó góp phần giúp cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn, bảo đảm an sinh xã hội. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh. Đây thực sự là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo được niềm tin và sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Nghị quyết số 66/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ 65 đến dưới 70 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, năm 2017, trích từ nguồn 20% kinh phí dành cho khám chữa bệnh của tỉnh chưa sử dụng hết năm 2015. Từ năm 2018 sẽ trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Như vậy, Bắc Ninh tiếp tục là địa phương đi đầu cả nước về chính sách đối với người cao tuổi. Ngoài việc được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, người từ 70 tuổi trở lên cũng được trợ cấp số tiền hàng tháng với tỷ lệ tăng dần mỗi 5 năm. Và tính đến thời điểm này, đã có 11.375 người có từ 65 đến dưới 70 tuổi và gần 26.000 người từ 65 đến 80 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh lên trên 95%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước 9%. Việc Bắc Ninh tiếp tục ban hành quy định độ tuổi hưởng thụ thấp hơn và mức hỗ trợ cao hơn bình quân chung của cả nước là minh chứng rõ nét nhất, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân. Những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nam Định luôn phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo nhân dân tham gia hiến máu, góp phần vào việc dự phòng và cung cấp máu cho các bệnh viện, điều trị, cấp cứu, người không may bị tai nạn và người bệnh cần máu. Theo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nam Định, từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo Phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Định đã phát động tuyên truyền về ngày hiến máu tình nguyện, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về hiến máu tình nguyện. Tính riêng trong 5 năm qua, tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công nhiều ngày hiến máu tình nguyện, trong đó có ngày thu được trên 1.200 đơn vị máu. Ngày thấp nhất cũng thu được trên 1.000 đơn vị. Bên cạnh tuyên truyền phát động phong trào hiến máu tình nguyện, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nam Định còn duy trì hiệu quả hoạt động của đội hiến máu tình nguyện gồm 120 thành viên vào các ngày chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng. Mỗi đợt hiến máu đã kịp thời cấp cứu và điều trị cho nhiều bệnh nhân ở các tuyến bệnh viện trong tỉnh. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, lực lượng công an các xã, thị trấn tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm đã thu được những kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, công an các xã, thị trấn đã phối hợp với lực lượng công an huyện phát hiện và triệt phá 52 vụ liên quan 76 đối tượng, trong đó có 10 vụ ma túy liên quan đến 10 đối tượng, 6 vụ đánh bạc liên quan đến 29 đối tượng. Hiện mỗi thôn khu phố tại huyện Ân Thi đều có một công an viên bám sát theo dõi địa bàn với những khu vực trọng điểm được các xã thị trấn bố trí tăng cường lực lượng. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, công an các xã thị trấn đã kịp thời phát hiện phối hợp giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở, không để kéo dài hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, nhờ đó an ninh trật tự tại các địa phương được ổn định, điển hình như lực lượng công an xã Hạ Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi, Hồng Quang. Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ là một cuộc vận động lớn do Bộ Công an phát động. Hưởng ứng cuộc vận động này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, bằng những cách làm hiệu quả thiết thực, mỗi cán bộ chiến sĩ đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
phòng quán triệt cụ thể hóa nội dung này gắn với tình hình thực tế công tác và sinh hoạt. Trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó vì bình yên trên các tuyến đường. Cán bộ chiến sĩ của phòng còn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hiến máu, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, hình sự, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã xử phạt hành chính gần 8.200 trường hợp vi phạm, thu về kho bạc nhà nước số tiền gần 7 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.